Thằng kia dậy. Sao mày bắt tao dậy? Đi ra đây đi nhanh lên. Đi đâu? Đi theo tao rồi biết. Ok. Ở sao lại là phòng ngủ? Giờ thì mày biết rồi đó, TV man. Ai à, ai cứu với? Im miệng đi, nằm xuống cho tao. Được chưa? Ok rồi đó.